Thái Linh xin kính chào cả nhà. Có một cái công việc mà hôm nay Thái Linh cần phải giải quyết. Không phải vì bản thân của Thái Linh, mà là vì chú vô gia cư, chú Long vô gia cư mà Thái Linh đang giúp. Thật sự ra cái kinh này cũng không đáng để cho Thái Linh phải làm, tại vì người ta chiên sân si, nói không đúng sự thật. Nhưng mà ở trong đó, trong cái kinh đó, có một cái comment của Vũ Huy Đức, anh Vũ Huy Đức, khiêu khích và tạo áp lực cho Helen để muốn cho Helen chứng minh cái chuyện chiếc nhẫn vàng của chú Long. Thật sự ra cái sự khiêu khích và cái sự chà đạp của vợ chồng Sang Phan và Caroline với lại Vũ Huy Đức đối với Helen không đáng để Helen phải nghỉ buổi nấu cơm, buổi phát đồ ăn hôm nay cho người vô gia cư. Nhưng vì để Helen đọc cho cả nhà nghe cái comment của Vũ Huy Đức nha. Bà Helen Phạm, nếu bà là người lương thiện và muốn chứng minh với mọi người là bà làm từ thiện chính danh, thì bà nên chấp nhận lời kêu gọi của vợ chồng Sang Phan, YN viết tắt, là đi đến tiệm vàng mua lại chiếc nhẫn 220 đồng, và sau đó vợ chồng Sang Phan sẽ tặng thêm 180 đồng, là 400 đồng, là 400 đồng cho cái chú vô gia cư. Cá nhân tôi sẽ cho thêm 100 đồng, tổng cộng là 500 đồng. Tôi thiết nghĩ bà Helen Phạm nên làm để lấy cái danh dự cho chính bà và cho vợ chồng Yến Nhi tắt đài, và họ sẽ xấu hổ. Xin chị Caroline làm nhân chứng cho tôi sẽ tặng thêm 100 cho bà Helen Phạm chấp nhận lời thách thức của vợ chồng Sang Phan, YN. Ok, thì Vũ Huy Đức nói là vợ chồng Sang Phan, YN cho 180 nếu Helen làm sáng tỏ vụ này, và Vũ Huy Đức cho thêm 100 nữa là 280. Ok, thì đây là cái comment của Caroline. Ok anh Vũ Đức Huy, Caroline sẽ làm chứng và cùng anh cho thêm 100 nữa. Hope we got the good deal cho ông vô gia cư. Ok, thì sơ lược 180 của vợ chồng Sang Phan, YN, 100 của Vũ Huy Đức là 280, 100 của Caroline là 380. Xứng đáng để Helen dời cái ngày phát cơm cho người vô gia cư hôm nay. Helen đã plan hôm nay Helen sẽ phát bánh mì hay là phát spaghetti cho thư viện, ở thư viện Tuli cho anh em vô gia cư. Nhưng cái vấn đề này đối với Helen bị chửi, bị chà đạp là quá bình thường. Trong một năm nay Helen đã chịu đủ đạn, đủ bơm rồi. Coi như là nếu mà banh xác thì cũng đã banh rồi, thành ra không có quan trọng. Mà cái vấn đề ở đây Helen cũng không cần lời xin lỗi gì hết nếu như Helen làm sáng tỏ vụ này. Vấn đề hôm nay Helen làm là vì chú Long vô gia cư. Helen muốn kiếm cho chú vài trăm. Thì cái ngày phát cơm á, Helen chỉ dời lại thôi. Anh em vô gia cư cũng không có thiệt thòi gì. Chỉ có cái thời gian của Helen phải sắp xếp để cho vẹn toàn.
không thiệt thòi cho những người Helen đang giúp. Thì hôm nay Helen sẽ ra tìm vàng để mà làm sáng tỏ về chiếc nhẫn của chú. Còn tại vì Helen nghĩ kinh của YN, vợ chồng Săn Phăng, muốn phá kinh của Helen. Thật sự đối với Helen á, cái chiếc nhẫn 200 mấy nó không có giá trị, không đáng gì hết cả nhà. 4 năm mấy nay Helen làm bao nhiêu việc cho người vô gia cư, không lẽ vài trăm đồng đó mà vợ chồng Săn Phăng không dùng não để suy nghĩ sao? Không lẽ mấy trăm đồng đó, 4 năm mấy nay Helen làm bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, bao nhiêu thời gian của Helen đã bỏ vô cái công việc này? Không lẽ vài trăm đồng mà Helen bán rẻ cái danh dự của mình sao? Dùng não suy nghĩ chút xíu đi ha. Còn anh Vũ Huy Đức á, Helen thấy anh cũng đáng tuổi anh của Helen, lại là một người đàn ông nữa. Đúng ra những cái dự drama như vậy không phải là người đàn ông mà là người phụ nữ thì Helen sẽ không cảm thấy bị bức xúc, nhưng mà rất buồn cho anh là anh đã có những cái suy nghĩ giống như vậy. Và anh cũng không có dùng cái đầu của mình để nhận thức được đúng sai. Anh chỉ nghe một phía, nhưng mà anh không chấp nhận việc làm của Helen bao nhiêu. Nói như trong YouTube đi, Helen làm gần một năm, anh cũng không chấp nhận việc của Helen làm. Tại vì sao? Anh không hề theo dõi, không hề chú ý những cái việc Helen làm. Anh chỉ thích vô để mà cùng kinh của vợ chồng Săn Phăng chống phá lại những người giúp người anh em vô gia cư. Nhưng mà mọi người có nghĩ không, khi mình làm như vậy, ai là người thiệt thòi? Là những người vô gia cư sống đầu đường xó chợ, thiếu ăn, thiếu ấm, thiếu mặc. Tại sao Helen đi làm giúp người vô gia cư, vợ chồng Săn Phăng lại soi mói, nói này nói nọ? Vậy vợ chồng Săn Phăng đã làm đúng chưa? Cũng bây giờ cũng đi phát đồ cho vô gia cư đó. Thì vợ chồng của Săn Phăng làm đúng à? Hay là làm sai à? Mình nói á, thật sự ra thì hơi so sánh chút xíu, nhưng mà thật sự một gói quà của Helen cho đó gấp mấy lần cái video mà hai vợ chồng đi phát. Nói thật vậy, mà lên nguyên ngoan khoe khoang rồi chà đạp lại những người làm tốt hơn mình. Thật sự Helen chuyện ai nấy làm, bạn giúp được tốt cho họ, mình giúp được nữa thì càng tốt cho họ. Tại sao ở miền Bắc Cali này những cái kênh YouTube lại drama nhiều như vậy, sân si soi mói, chà đạp lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau vì những cái việc làm từ thiện? Thì cả nhà cứ nghĩ xem nó còn từ thiện nữa hay không. Từ thiện là gì? Tâm phải hỷ xả, bỏ đi cái sân si. Còn làm từ thiện mà cái tâm chưa hỷ xả, chưa bỏ được cái sân si, bạn có làm bao nhiêu nữa, bao nhiêu đi nữa cũng không có cái phước đâu cả nhà. Thật sự trong cái kênh YouTube của mình, Helen rất cảm ơn anh chị em, cô chú bác trong cộng đồng mạng từ từ đã mở cái tâm ra nhìn nhận cái việc làm của Helen. Những cái comment trong đó thật sự ra rất là nhiều sự ưu ái mà mọi người dành cho Helen. Cái phần trăm mọi người chà đạp Helen chỉ là một cái phần nhỏ trong cái số comment trong cái video của Helen thôi, thành ra không đáng kể. Không có cái gì perfect hết cả nhà. Có trắng thì phải có đen, có lồi thì phải có lõm, có thiện thì phải có ác, đúng không? Thành ra những cái lời sân si chà đạp Helen chỉ là một phần nhỏ thôi, không đáng kể. Helen không chấp. Mình làm cái gì cũng vậy, mình cũng phải chấp nhận thương đau để mình rèn luyện cái bản thân của mình, để mình thay đổi những cái gì mình chưa được tốt. Mình làm từ thiện giống như mình tu vậy đó cả nhà, mình tu cái tâm của mình vậy đó. Bây giờ Helen sẽ gọi chú Long để Helen ra rước chú.
Rồi hai chú cháu cùng đi ra tiệm vàng để làm rõ hôm nay. Hy vọng những cái gì Vũ Đức Huy, Caroline, cả vợ chồng Săn Văn, những cái gì trong cái comment này, làm ơn giữ lời. Để hay là không có quay cái tham của lần hôm nay cho những chuyện vô bổ. Hay là làm hôm nay, hay là muốn nhấn mạnh lại là Helen muốn làm hôm nay, muốn dời ngày nấu cơm của Helen để Helen lấy số tiền 380 đó cho chú Long. Xứng đáng chứ cả nhà, đúng không? Helen nghĩ rất là xứng đáng. Thành ra Helen, tối hôm qua Helen suy nghĩ rất nhiều. Helen muốn làm vẹn toàn, muốn làm xong sớm thì Helen sẽ đi phát đoạn hôm nay luôn. Nhưng mà có vẻ Helen thấy không có được, tại vì tiệm của người ta buôn bán, mình không thể ra sớm mình làm mấy cái chuyện rùm beng này. Với lại người ta cũng không phải vì cái chuyện này. Nhiều người người ta cũng, mình cũng phải hỏi đàng hoàng, hỏi han đàng hoàng rồi mình mới dám đi ra ngoài để mình nói chuyện, nhờ người ta giúp đỡ để mà làm rõ cái vấn đề này, vì chú và vì cái danh dự, cái YouTube từ thiện của Helen. Nói chung thật sự không phải vì bản thân của Helen, mà vì cái kênh YouTube của Helen được tồn tại để có thể giúp được người vô gia cư. Khi kênh YouTube của Helen tồn tại thì Helen sẽ kiếm được kinh phí và tiếp tục trên con đường thiện nguyện để giúp người khó khăn ở Mỹ. Con muốn ra, con rước chú, chở chú đi ra tiệm vàng rồi ra ngoài con sẽ nói rõ hơn với chú là lý do tại sao. Không có gì, không có gì phức tạp, chỉ có cái vấn đề chuyện tiệm vàng, nhưng mà con muốn ra ngoài, con muốn giải thích cho chú rõ trước khi con với chú ra tiệm vàng vậy thôi. Không có gì hết, để chú, để con lo hết, chú không có cần phải gì hết, chú chỉ cần giúp con bỏ cái thời gian chút xíu đi với con là được rồi. Thì con ra con gặp chú con mới nói, giờ nói trên phone dài dòng lắm, con ra gặp chú con mới giải thích cho chú hiểu được. Không có, bây giờ chú coi chỗ nào chú đậu xe đi, con rước chú. Vậy cái xe chú đậu ở đó được đúng không? Dạ, thì con chạy ra đó con rước chú, rồi con với chú, con sẽ nói rõ câu chuyện trước khi con với chú đi, ok? Dạ, ok, cảm ơn chú. Chút xíu nữa gặp nghe chú. Dạ, ba chú. Thì Helen mới gọi chú Long rồi. Hay là chú thì chú, cái tánh của chú không có muốn chuyện này chuyện kia phức tạp rườm rà, chú không có quan trọng cả nhà. Mặc dù chú nghèo, chú vô gia cư thiệt, nhưng mà chú không có quan trọng, đừng, không phải là thật sự đối với Helen. Helen nghĩ 380 đó là Helen muốn làm cho chú thôi, chứ thật sự nếu mà chú nói mà Helen phải bỏ thời gian để đi làm kiếm tiền cho chú vậy, chú cũng không nhận đâu. Chú nói không sao, coi kệ người ta, người ta nói gì người ta nói, kệ người ta. Nhưng mà cái chuyện quan trọng ở đây là cái kênh YouTube của Helen. Helen muốn continue để kiếm kinh phí giúp người vô gia cư vậy thôi, thành ra Helen phải làm hôm nay. Bây giờ Helen trên đường chạy ra để gặp chú Long vô gia cư nghe cả nhà. Chú Long vô gia cư là chú sống ở trên xe mà Helen giúp đỡ mấy năm nay, và hôm trước có bán giùm chú chiếc cà đá đó, vàng 18 nha cả nhà. Helen nghĩ chỉ cái xe, cái câu chuyện là trên YouTube, cái việc làm của Helen thôi, chứ Helen không có nghĩ nó ra phức tạp đến như vậy cả nhà. Mình đâu có nghĩ mấy cái chuyện này, mình chỉ đơn thuần thôi. Và hôm trước Helen cũng có nói rõ là cái cọng dây chuyền của chú nó mỏng như sợi chỉ vậy đó, nhưng mà Helen có đưa cho chủ tiệm vàng thì chủ tiệm vàng nói cọng dây chuyền đó giả rồi thôi, Helen cũng không có để ý tới luôn. Helen cũng đã nói rõ trong YouTube rồi, cái kinh vợ chồng của Săn Phan vẫn muốn môi móc đặng kêu riêu chà đạp danh dự của Helen. Thì sẵn tiện đây Helen làm lần này cho nó rõ ràng. Nếu thật sự mọi người nếu thật sự cái kênh YouTube vợ chồng Săn Phan không làm giống như lời Vũ Huy Đức, thì cả nhà nghĩ xem họ có còn đủ tư cách để mà giữ cái kênh của mình rồi lên huyên thuyên nói bậy nói bạ không. Để xem Helen muốn để cả nhà nhìn rõ cái bộ mặt của những người
nói không có sách, mắt không có chứng, chà đạp danh dự người khác. Phá cái công việc làm thiện nguyện giúp người của Helen. Hại biết bao nhiêu người vô gia cư, họ đã khó khăn, càng thêm khó khăn. Đã không giúp thì thôi, quay lại còn phá. Nhưng mà những người này á, không có dùng não. Tại sao? Mình phá qua phá lại, cái người thiệt thòi là ai? Anh em vô gia cư khó khăn. Chứ hai lần đâu có bị thiệt thòi gì đâu. Tại vì Helen kiếm tiền YouTube, Helen đâu có phải bỏ túi để ăn đâu mà Helen sợ. Đâu phải Helen sống bằng cái nghề YouTube đâu mà Helen sợ. Đúng không? Helen chỉ làm cái công việc này để Helen làm cái kênh YouTube này, để Helen kiếm cái kinh phí giúp đỡ phát đồ ăn, mua đồ ấm mùa đông cho người vô gia cư. Helen nói rất nhiều lần rồi. Mà vợ chồng sang phân chỉ có vô mà sân si soi mói, nói không có đúng sự thật, chà đạp phỉ báng người khác. Thì cả nhà nghĩ kinh này có đáng để tồn tại không? Hay là nói vậy là biết rồi đó. Một khi người ta nói bậy nói bạ mà mình vô mình xem, mình ủng hộ kinh thì giống như mình tiếp tay với họ rồi, đúng không cả nhà? Thành ra Helen, sau khi Helen làm xong cái video này thì Helen để cộng đồng mạng giúp Helen trả lời cho họ biết họ nên phải làm gì thì hay hơn. Bây giờ mình chuẩn bị quẹo vô cây xăng để mình coi chú ở đâu. Mình tránh để mình xin lỗi cả nhà. Again, mình không có quay mặt chú nha. Mình chỉ muốn quay bên phía sau hay là cái gì đó, hình ảnh chút xíu thôi, để chứng minh là hai lần chở chú. Ôi sao xe chú ở đây nè cả nhà. Đó, xe chú đó cả nhà. Thấy chú đâu? Thấy chú rồi cả nhà ơi. Đó, chú đâu đi đó cả nhà, thấy không? Đó, chú đâu phải không? Chú đang đi đó ha. Chú ăn gì chưa là chú cười. Lần nào con hỏi chú cũng cười hết trơn á. Chưa ăn gì phải không? Uống cà phê đâu phải không? Con nói chú rồi à. Sáng đã hút thuốc sáng rồi. Sáng ăn miếng rồi. Ăn ăn gì? Ăn cái bánh bao tả vé của người ta cho hai cái. Bánh bao nhỏ hả? Nhỏ đó dạ. Phải ăn gì lót bụng chút xíu. Chứ chỗ này cũng được nè. Ghi cảnh sát người ta làm gì chú nè. Cái xe này nó đậu mà nó bài mì quá trời. Ồ vậy hả? Nó lại nó đuổi. Ồ vậy hả? Mấy cái thùng đó là thùng gì vậy ta? Mấy cái con thấy cái thùng bự chà bá đó. Cái thùng nó cái bình điệp giặt á, bình cái bình nước nóng á. Cái chuyện là như vậy nè. Hôm trước con bán giùm chú, tại con cũng chưa có nói chú là con làm YouTube đúng không? Con giúp người vô gia cư, con làm YouTube đúng không? Chú biết YouTube không? Không rành. Ok, thì con nói rõ cho chú nghe rõ ràng. Nhưng mà những cái gì con làm từ thiện á là con quay YouTube, con để lên. Đó. Con để lên thì để con kiếm cái kinh phí để con đi giúp mọi người. Đó là cái kinh của con làm vậy. Ha, con nói cho chú rõ là vậy. Thì giống như những cái việc con đi bán vàng cho chú á, con cũng đăng lên YouTube. Đó. Thì cái kinh YouTube bên kia đó, người ta nói con á là ăn chặn tiền bán vàng của chú. Dạ. Yeah. Thành ra dọn dày nữa là chú. Cái vấn đề người ta nói sai con không có buồn, nhưng con buồn cái vấn đề như vậy người ta nói. Con làm cái này là con làm cho chú. Thành ra con muốn con ghi cái comment lại cho chú. Con biết chú, con nói với ông xã con rồi, con biết chú. Chú nếu mà con làm cho chú là chú không có thích. Chú thấy đường đọc không? Chú thấy chú đọc được phone không? Được. Ok, rồi chú đọc giùm con đi. Đó là cái comment người ta nói như vậy đó. Thì bây giờ con để gì chú đọc. Ý hả? Trời ơi, con hụt sọn luôn. Rồi một chứng nhận 5 ly 2, 4 hộp. Wow. Chiếc 4 hộp nó nằm sau cái chiếc 7 ly rưỡi. Dữ vậy đó hả? Mua hồi lúc năm mấy? Không nhớ. Lâu chưa? Rồi
một đôi bông nữa, hình như là 5 ly rưỡi. Wow, mà mua lúc đó tiền đâu dữ vậy? Lúc đó đi làm cũng có tiền, thành ra cứ để dành. Lúc mới qua hả? Dạ. Trời ơi, vậy hả? Giờ bà còn giữ không? Còn bà ở Việt Nam. Wow, trời, tới hột sòn kim cương nữa, không ngờ nghe. Không biết cô còn nhớ tôi hay không, giờ tôi mua đó. Nếu mà chú mua bao nhiêu năm rồi? 9-15 rồi. 7 ly rưỡi là hơn 1 cara rồi phải không? 6 ly 2 là 1 cara rồi đó. Wow. Coi như là bây giờ cái đó hình như là 20 mấy, 24, 25 ngàn gì. Wow. Rồi cái chiếc cà đá 4 hộp mà 5 ly mấy hả? Nhiều tiền lắm á. 5 ly 1. Rồi đâu bông bao nhiêu nữa? Đâu bông 5 ly rưỡi. Trời ơi, làm đó làm gì mà nhiều tiền vậy? Không, mua hộp sòn là dương lắm, mới mua hộp sòn á. Thì đúng rồi, tôi nói thật, nghèo nhưng mà hơi ấy chút. Không bao giờ tôi mua vàng, tôi mua hộp sòn, mua vàng. Thì ra cái sở thích của chú, phải không? Wow, nghe đấy, con nghe nói hộp sòn con giật mình luôn á. Con chưa dám mua nữa, nhưng mà con nói chung vàng với hộp sòn con lành lắm. Con thích, con tìm hiểu đủ thứ hết. Bây giờ cái 7 ly rưỡi đó cũng phải 24, 25, 26. Mà chú mua là cái bằng là nước gì rồi nó Nước ép. Dạ. Nó mấy cái hộp sòn ở đây nó tính theo cái excellent đó chú. Excellent nó như là 1 cái excellent, 2 cái excellent, 3 cái excellent là cái tuyệt nhất luôn, là cái nó clear nhất luôn á. Mà trong đó nó có số luôn nha. Có số luôn, đúng. Chú nói là biết liền. Cái số đó chú dùng cái gì đó, gì bự bự á. Kiến hiển gì? Chú đưa lên cái mặt hột sòn á, chú nhìn xuống nó có số dưới đó. Đúng rồi. Tại con cũng biết, con có. Vậy chú cháu mình cũng tưng tưng giống nhau. Wow, nghe không cả nhà. Chú Long á cũng là học mua hột sòn cũng biết, cũng rành lắm chứ. Không tội nghiệp không? Chú ơi, giờ mình đi ăn gì đi chú ơi, chứ con nghĩ người ta 11 giờ người ta ra mà mình vô sớm kỳ lắm chú, để cho chút xíu mình vô. Đó chú thấy không, con làm cái gì cũng vậy, ở đâu đó cho nó rõ ràng, con không có nhiều khi làm người tốt nó cũng khó, chú thấy rõ ràng không? Đúng rồi, khó ha. Có nhiều khi là ganh ghét với mình nữa cũng khó nữa. Tại chú biết không, con mới làm cái kênh YouTube này nè, mới làm tháng 11 này, nó mới được 1 năm mà cũng như có nhiều người ủng hộ con á, giống như người ta vô người ta đăng ký kênh của con, người ta coi ủng hộ đó chú. Với lại người ta phải thấy mình làm như thế nào người ta mới ủng hộ mình, chứ người ta đâu có hồ đồ. Đúng rồi. Chú thấy trên YouTube là biết bao nhiêu cộng đồng mạng, cả international luôn chứ đâu phải là nước Mỹ không chú. Cái gì nó cụ thể. Dạ, rồi mấy người này người ta ganh ghét, người ta nói vậy, con hỏi chú, con giúp chú không vậy, cái mấy cái đồ con cho không lẽ vài trăm đồng con đi ăn chặn mấy cái đó hả chú? Đúng không chú? Sao người ta không suy nghĩ, con không hiểu luôn á. Xin lỗi anh không ngồi rồi cái... Trời ơi con phải đầu óc không được tỉnh táo, không được sáng suốt. Thì bởi con phải, trời, con phải chạy, con kiếm chỗ nào quen, con bán có giá nữa. Vậy mà chú thấy không, hồi tối qua chồng con, ổng rất là bức xúc, ổng bức xúc hơn con nữa đó. Ổng hiền lắm mà ổng còn bức xúc hơn con. Ổng nói em phải làm sáng cái vụ này ra chứ, để như vậy. Ổng thậm chí mà ổng, em nói ổng, con nói ổng nghe coi làm sao mà ổng nghe không nổi đó chú. Ổng nghe cái kinh đó không nổi luôn. Ổng nói gì mà nói không có đâu ra đâu hết trơn mà nghe gì, ổng chịu nghe luôn á. Dạ, yeah, nhưng mà ổng nói em phải làm vụ này à, mà bắt mọi người phải xin lỗi em. Con nói không, cái lời xin lỗi đối với em không có quan trọng. Không có quan trọng, cái quan trọng là mấy người này nói cho tiền. Em muốn làm em lấy số tiền đó, vậy thôi, cho chú. Cái này cũng là cái từ thiện đó chú, con giúp làm từ thiện cho chú á. Kệ nó, chú cháu mình làm đi, bây giờ mình chỉ chờ chủ tiệm vàng mình gọi vô, bắt đầu mình ra ngoài mình chỉ cần nói chút xíu cho nó clear thôi, vậy là được rồi. Thì chú cháu mình xong. Con biết chú rất là ngại cái chuyện này, con nói ông xã con, chú Long chú ngại mấy cái vấn đề này lắm, chú không có không. Chú mặc dù chú ở ngoài đường chứ chú không có phải là tiền mà để mà chú vì tiền mà chú làm này kia, chú không làm đâu. Con biết mà, đúng không? Con hiểu chú hết trơn, sao không hiểu? Bởi vì con không muốn nói phone là như vậy đó chú. Con ra đây con mới giải thích cho chú rõ ràng, thấy không? Nói phone nhiều khi bị confused lắm. Nhưng mà con nghĩ vậy, chú cháu mình ăn gì, chú ăn gì, chợ chú đi ăn, hai chú cháu mình ăn đi. Tại vì người ta mới cửa, mở cửa mình vô shop cũng kỳ lắm. Ăn gì? Tôi muốn nói, nó thiệt, không muốn nói. Muốn mua gì, muốn uống gì? Cà phê sữa. Ha, cà phê sữa, ý là ý gì? Tên gì? Ý Linh, ok. Mua cà phê sữa đi. Chứ mình, người ta mới mở cửa mình vô cái này kỳ lắm chú, công nhận không?
không? Đợi chút chút mình vô ha. Bởi con làm từ thiện á, nhiều khi con giúp người á chú không? Mình gặp nhau mình còn lâu dài nữa chú, đâu phải là mình làm xong cái lần đó rồi mình không khe, không cần biết ai đâu chú, thấy không? Con làm là con làm tới nơi tới chốn, con nói chú rồi, có chuyện gì chú gọi con dẫn ra đúng không? Con sắp xếp con ra. Biết rồi bây giờ hả, con không có giờ cho con tại vì con nhiều việc quá. Dạ, con để cho người ta đi. Dạ. Ngủ đi ăn thì không đi, ngủ đi mua cà phê cái cười thì kè. Tại bữa lạc, bữa nay 14, 15. Ăn lạc thì mình đi ăn đồ chay chú. Thôi trời. Không, nhưng mà con nói rồi nhưng bây giờ. Không có nói, thiệt. Không, thì bây giờ con nói chú nghe, mình đi mua cà phê bây giờ. Nhưng mà chút xíu mình làm xong hết công chuyện rồi đó. Con nghĩ con với chú cũng nên đi ăn một bữa đồ chay. Rồi con tính sao, chuyện của con tính sao. Vậy là bữa nay con không đi phát đồ ăn đâu, con người khác thấy không? Không. Tại vì cái này con là người con chưa có mua gì hết trơn luôn á. Con không phát thì con cũng sắp xếp con phát sau đó thôi. Nhưng mà con nói mấy người này làm như vậy á là tổn phước lắm chú biết không? Tổn phước rất là nhiều. Tại vì cái thứ nhất á là những phần ăn của mấy người này hôm nay con phải dời đi. Đó, rồi con lại kéo chú theo nữa. Chú thấy không? À, ông này chú biết ông này không nhỉ? Yeah. Ông đứng ông chửi tối ngày. Ông hút vô rồi là ông vậy đó. Ông đứng chỉ chỏ rồi. Nhưng mà tiền đâu người ta hút hoài hay vậy ta? Xin nữa. Thì nói xin nó nhầm nhầm mấy chỗ này nè. Người nương đồng đồng quay chứ có người ta cho 5 đồng có biết không? Ta thấy vậy. Con cho 5 đồng không? Ừ. Đồng giờ làm gì chú? Con cho 5 đồng, 10 đồng không? Chú, ông chú có nghe ông Quyền ra tù chưa? Chú biết ông Quyền không? Ông Quyền là cái ông ốm ốm á, ông ốm ốm mà cũng hút vô cũng la chửi ở trong chỗ giặt đồ đó hoài đó. Ông trong khu giặt đồ á, biết không? Cũng biết nhưng mà được. Ông ốm ốm á. Nhiều khi biết mặt mà không biết tên. Tại nhiều khi kêu có người này kêu tên thì khi mình ý mình thì biết. Cái ông mà nhớ. Chú bây giờ con nói chú giờ chú biết liền à, ở trong cái khu giặt đồ đó đó. Ổng là uống rượu hay là ổng hút vô bắt đầu ổng chửi, ổng ốm cao cao, ổng nói, ổng là mấy bữa nay rồi ổng thấy, cả tuần ra tôi không thấy. Thì ổng bị ở tù đó, bởi con hỏi chú có thấy chưa, ổng về, ổng ra tù chưa đó. Bởi con mới hỏi chú đó. Ông đó, ổng cũng hút đó. Này đó. Hút nặng á. Hút, đúng, hút rồi còn uống rượu nữa. Rồi hút xong rồi cứ đứng ở khu đó đó, chửi, la, ó, sùm hết trơn à. Chửi, rồi la, ổng lấy hay lượm xà bông trong đó ra, ổng giặt đồ rồi này kia. Lượm xà bông ở đâu? Xà bông ta đi giặt rồi, nhiều khi cứ chạm. Lấy cái chai không đó rồi ổng lấy ông nước, xúc, đưa qua này, bình, chừng bún nó bình vậy thì cũng được chút. Rồi ông bỏ vô cái thùng, ông ngâm đồ rồi ông giặt, rồi ông phơi lên dài dài chỗ cái bệ đó. Nhiều khi tôi biết mặt dữ nhiều lắm nhưng mà tôi thì chú ở đây, chú thường ở đó mà. Dạ, chú thường ở đó nhưng mà không biết tên. Nhưng mà con nói cái đặc điểm ổng là chú biết liền, tại ổng nổi tiếng ở đó. Ok, hai chú cháu vô mua cà phê. Vô tiệm mua cà phê sữa cho chú, ngủ để ăn, chú nói chú chưa đói. Bú gan hả? Bú gan mà có bị ấy không? Bị cái bú gan này do ngày xưa tôi đi lính tôi bị sốt rét. Trị không hết cái gốc. Rồi ở bên đây người ta trị cho chú rồi hả? Rồi bên đây tôi vô bệnh viện nằm cũng tuần lễ. Dạ. Mỗi ngày mấy ông xạ trị ấy cái gì? Coi nó bú trị nó bú dữ đó. Rồi mà sao từ cái hết bây luôn hả? Ông mổ luôn hả? Ăn mổ luôn. Nhưng tới bây giờ tôi không có mổ. Nhưng bỏ mà rượu luôn. Nhưng mà tới sau cùng với chú người ta vô là cái cục bú nó mất luôn hả? Ồ vậy đó hả? Vậy là chú quá hên. Đó thì cái đó nó nói cái gốc là do sốt rét. Ở Việt Nam mình ngày xưa đi liền quân đó. Rồi bị sốt rét rồi kia. Xưa mà chú không có đi cải tạo hả? Tôi bị thương giải ngũ năm 70. Chú giải ngũ sớm hả? Thành ra nó không có. Hồi đó chú đi vượt biên đường nào chú ơi? Đó chú đi cũng khỏe. Chú đi cái tàu gì chú nói đó phải không? Tàu mà bảo đảm đó phải không? Mà chú đi vậy rồi nhà cửa chú lúc đó rồi ai sao? Không mất hả? Không, mấy đứa con hả? Chú vượt biên trước hả?
con chú qua sao hả? Ủa gì chú bảo lãnh con chú hả? Ừ. Trời đó, sao trong đầu con cứ nghĩ là con chú bảo lãnh chú không vậy ta? Wow, vậy đó. Chú đi với cô hay chú đi mình? Đi mình. Đi đi thằng lớn. Ồ, oh, vậy đó hả? Rồi 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 sau đó chú mới bảo lãnh con chú với vợ chú qua. Ừ. Mà hồi xưa trước khi ấy chú qua đây chú đi làm gì gì vậy? Không học hành gì hết, đi làm nhà hàng. Làm nhà hàng. Ừ. Nấu phở. Nấu phở? Ừ, đầu tiên thì vô rửa chén. Wow. Rửa chén rồi cái thời gian người ta thấy siêng chịu khó nữa. Phở cho tới ngày retire luôn, 30 năm nấu phở không? Ồ, ủa, chú qua Mỹ năm mấy? 30 năm? Vậy là chú qua Mỹ lâu, bao lâu rồi cũng quên rồi? Cũng lâu rồi. Chú qua năm mấy? Không nhớ nhưng mà nhớ là lâu lắm. Ôi ơi, nấu phở 30 năm. Gần sao bữa hổm chú nói con chú 13 năm gì, mười mấy năm? Thì thấy chưa chú còn chưa tin con mà bởi chú làm cho con câu chuyện đó. Đâu phải bữa nay là chú muốn nói thiệt cho cô. Hồi đó giờ chú nói dốc người con người thương giúp chú và chú là hỏi bởi vì chú nói là cái đầu con nó ủa con nghe lộn gì vậy. Wow, hôm nay mới là cái ngày mà tin tưởng Helen mới nói nhiều chuyện sâu xa như vậy. Oh my god, vậy sao? Thì sao con đi giúp chú mà chú không tin con vậy? Chú sợ con gì vậy? Có nhiều người lắm nha chú, có nhiều người nói chuyện với con thì sau này bắt đầu từ từ bắt đầu nói sâu xa hơn. Con nói ủa sao con nhớ lộn hả? Tại vì con giúp nhiều người quá con mới nhớ, chú hiểu không? Wow. Nhiều khi sợ cô biết không? Mặc dù qua đây rồi cũng không. Không chú ơi, no. Chú à. Trời ơi, cô biết cô trả nó gài người qua đây nhiều lắm chứ cô, tại cô không biết thôi. Nhưng mà gài qua đây cũng đâu làm gì được chú, chỉ trừ khi chú về thôi đúng không? Chứ đây làm gì được nhau đúng không? Nhưng mà cái gì mình ngừa trước hay hơn cô ấy. Thì con đâu có nghĩ sâu xa như chú, tại con đâu có dướng vô cái đó, bởi con không biết chứ. Rồi, cái từ mà Việt Cộng nó nói là tôi nhớ suốt đời tôi à. Ta bắt lầm chứ không bỏ sót. Wow. Chú nấu phở 30 năm, chú retire. Chú retire là cũng phải mười mấy năm. Là chú ở đây cũng phải trên 40 năm, 50 năm, đúng không? Không tới đâu. Nổ. Chú đã nấu phở 30 năm mà chú bây giờ chú 80, 81 tuổi rồi. Chú retire lúc chú nhiêu tuổi nè? 6 mấy? 65 hay là 70? 65. Xí. Thì 65 cho tới 81 tuổi là chú thấy bao nhiêu năm? 16 năm. 16 năm mà chú nấu phở 30 năm nữa là 46 năm. Trước khi chú nấu phở là chú qua đây chú còn gặp được Trạc An trước khi chú về vô nghề phở nữa. Có phải là chú ở đây 50 năm không? Cỡ đó đó. Wow. Vì vậy cẩm nó vô cho tới 50 năm là gì đâu mà dữ vậy. Vậy thì con đi nè, để coi 75 á, 75 thì năm tới nữa là thì con nói chú gần 50 năm, con đâu nói 50 năm đâu. Sao tam con tưởng con nhớ lộn rồi chú không? Ok. Chú mở cái tâm chú ra là con thấy vui rồi. Hồi xưa đó chú còn giúp cái cô ngồi chỗ này nè 3 năm á chú. Biết. Hả? Chú biết bà này hả? Biết. Bà đêm đó lạnh là bà ngồi bà ngủ bà qua đời luôn chú. Tội nghiệp lắm. Qua đời luôn hả? Chết rồi, chết chết đâu mấy tháng rồi. Ồ, giờ mới đây chôm trước nói cô con nói bao giờ vô cái tiệm giặt gì. Vô cái chỗ này nè, vô chỗ nguy cơ ngay trước cửa nguy cơ, người ta đuổi bả cứ dời hoài mà bả đâu có đi được nữa chú. Chân tay bả co quắp lại, bả ngồi trên ghế, bả đi tiểu, đi tiện ở trên đó luôn. Tội lắm, bà này bả, cái bà này mới là, bả ngồi chỗ này nè. Cái bà này mới là, thật sự bả nghiệp bả rất nặng. Kệ lâu lâu, hai chú cháu mình đi dạo phố ha. Lâu rồi, bao lâu rồi, không có người chở đi dạo phố đó nghe coi. Cười. Ừ, con thấy ở trong Costco có bán áo gió. Áo gió chú bận size M hả chú? Dạ. Yeah. Ok. Áo chú dơ quá, để con mua cho chú cái áo gió. Tại hồi nãy con cũng mua cho cái ông. Nói giặt giùm chứ tại chú giặt có xà bông không? Bị cháy có. Tại nó giống như là chú giặt trong máy giặt hay gì? Giặt đúng rồi, máy giặt thôi. Giặt tay hả? Chú không có giặt trong tiệm giặt hả? Không. Quần áo thì nó giặt, còn cái này thì giống như vậy. Chú giặt tay, chú giặt ở đâu?
thì bỏ trong cái thùng rồi đổ cái mấy cái xà bông vô cái. Nhưng mà giặt ở chỗ nào á, ngồi chỗ nào giặt á, làm thêm giặt á cũng quen đó, nó người ta cho hả? Ở chỗ mình đừng làm gì bây giờ làm dễ quá thôi. Chú cái giặt đồ đó con thấy người ta mua cái thẻ giặt đồ không vậy hả? Nhiêu tiền thẻ giặt được bao lâu? Tại không có xài người ta. Rồi chú giặt đồ bằng tay không hả? Ừ. Rồi phơi đâu? Phơi đâu? Gần chỗ mấy cái hàng rào nào đấy. Ừ. Có nắng lên rồi. Hôm nay ngày mấy của chú ăn chay hả? Hôm nay 14. Hay ha, ở ngoài đường mà nhớ ngày ăn chay luôn á. Rồi nay tháng mấy rồi? Rằm tháng 10 giờ rồi chú có ăn chay nguyên tháng không? Nguyên tháng, tháng 7 tháng, chú một năm chú ăn nguyên tháng bao mấy tháng? 3 tháng. Tháng 1 với tháng 7, tháng 10. Tháng 4, tháng 7, tháng 10. Tháng 4 là tháng gì mà chú ăn chay à? Lễ Phật Đản. Con nghe tới tháng 1 lễ lớn lắm mà chú. Đúng rồi. Tháng gì? Rằm Thượng Nguyên. Uh-huh. Rằm lớn nhưng mà tôi thật tôi còn thèm cái thịt kho trứng mà thật ra tôi không ăn được. Ồ, chú thích ăn thịt kho trứng hả? Trời ơi, con nấu món không đó. Không có nói chuyện á. No. Đã. Con nấu món đó tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Để con nấu cho chú ăn. Con nấu món đó giỏi lắm. Con cái món nào không tự tin cái món đó con rất tự tin. Con nấu thịt mà rượu nghe chú, con kho bằng nước dừa nha, không có nước màu nghe chú. Chú ăn ở ngoài đường là con bảo đảm chú là chú không bao giờ chú ăn được cái món thịt của con kho hết. Con cũng đã từng kho một hai nồi gì cũng phát người vô gia cư á. Mấy người đã ăn mà đến nỗi mà hết thịt mà còn nước á, lấy lại để dành để ăn luôn là chú biết. Để con nấu cho chú món đó ăn, con cũng nhà con cũng tính nấu rồi, để con nấu con đem cơm cho chú ăn. Tuyệt vời. Chiều ý vợ chồng săn phăng với lại anh Huy Catherine bắt ông cụ 81 tuổi chở ông đi ra tiệm vàng để chiều lòng mấy người thắc mắc về cái vấn đề chân của chú đó, phải dắt ông cụ đi thập cảnh như vậy để cho mấy người vừa lòng nha. Đó là những gì Helen làm hôm nay là do ba người, thì Helen muốn để cho ba người nhìn thấy Helen ai muốn đính chính gì Helen sẵn sàng làm. Ok, tại vì người thật việc thật không có gì phải sợ hết. Bây giờ đang dắt chú đi lại tiệm vàng này, xin lỗi Helen không có quay mặt chú được, chú còn gia đình mà không biết tiệm vàng đã mở cửa chưa. Chưa mở cửa hay gì chú ơi? Chưa phải không? Chú bị chay bên đâu nữa mà? Bên này thì nó cái móng nó cua con mài rồi hả? Mài rồi đó. Uh-huh. Hết rồi, đâu có được. Ok. Chứ bên này đi nữa nó đau nó. Ok. Rất. Rồi. Chú xếp cái đó cho con đi rồi con sẽ đem cái miếng ấy cái chân chiều cũng đem qua cho chú nha. Bây giờ nếu mà mình chưa có vụ này thôi con về con mua đồ con phát đồ ăn. Rồi thứ sáu con với chú đi ha. Dạ. Dạ. Chiều chú muốn ăn món gì? Ăn gì chay nói nghe coi. Chiều chú thường thường buổi chiều chú ở đâu vậy? Khúc nào ạ? Chị cũng đi dần. Nhưng mà thường chiều chú tối chú giờ chú ngủ ở đâu rồi? Trong ấy ở trong tiệm giặt á. Ồ giờ ngủ buổi tối ngủ trong tiệm giặt đó hả? Về đó ngủ hả? Là cho ngủ buổi tối đó hả? Thì thường là ngủ ở đó nhưng mà lâu lâu cảnh sát đang vòng vô. Nhớ thứ tư tuần sau con cắt tóc nhớ nha. Nhớ. Dạ dạ. Nhưng mà con cũng phải gọi cho chú hay. Thứ sáu này thì con nói chuyện với tiệm vàng rồi con gọi chú con kiếm chú con chú cháu mình đi tiếp. Kệ nó đi, cũng cái gì cũng khó khăn hết, đâu phải là mình muốn làm là làm theo ý mình được đâu ha chú à. Bữa đó con nhớ con đi, con tưởng con đi bán vàng cho chú, bữa đó đi bán thứ mấy ta? Con ngưỡng tưởng thứ tư ngày con nghỉ chứ. Đó hình như là ngày thứ năm cô nghĩ cô làm cái gì đó thì má xong cô kêu tôi thứ năm hả? Ngày thứ năm phải thường ngày nghỉ có ngày thứ tư bởi con đúng ngày thứ tư nhưng mà rồi luôn nghỉ tới hai ngày là ba ngày luôn á. Ngày thứ tư rồi ngày thứ năm với ngày hình như là ngày thứ hai cô gặp tôi ngồi nói chuyện ngay cái đường Sunderland gì cô nhớ không? Như vậy ghê luôn á, nhớ hơn con, ngày của con nghỉ chú còn nhớ hơn con. Mà giờ nói nghe nè, nói chiều ăn món gì đi, con chiều con mua đồ cho chú ăn nè. Mua ăn món gì chay con mua cho.
thích ăn món nước hơn là món khô. Rồi con đem cái đồ nhắc chảy giữa chân, thay vì chú lót miếng giấy đó, con đem cái đồ cho chú chồng vô chú xài luôn nha. Thích ăn món nước món khô. Cười, trời ơi, biết con Heo Lệnh hôm nay đã là hôm nay đã là nói chuyện có cái gì tâm sự với nó hết rồi, còn ngại ngại gì nữa. Bây giờ chú cháu mình nói chuyện cho nó thoải mái chút xíu đi, chú cứ nghĩ con như là con là cháu chú đi, ok? Dạ, không có con, không có, chú thấy con ít nhiều gì cũng hơn 3 năm rồi phải không? Ha, Covid tới giờ đúng không? Đó, chú cũng biết con người con như thế nào rồi đúng không? Bây giờ đó chú cho con cái ý kiến của chú về cái cấp thời gian con giúp chú, và chú nhận xét về con sao, cho chú nói thiệt cho con nghe coi. Bây giờ cái kia cái tiệm vàng mình giải quyết sao, giờ mình giải quyết vụ này trước đi. Chú cho con ý kiến cho cộng đồng mạng biết là con trong thời gian con giúp chú như thế nào đi. Cái ý của chú góp ý con đi, chú nói con nghe. Tôi nói tôi dở lắm coi, nhưng mà tuy nhiên á, trong cái cuộc sống qua thì đôi khi nó cũng có qua những cái thăng trầm của cuộc đời. Do đó thì tuy mặc dù biết nhau cũng không lâu lắm, nhưng mà cô đã tận tình giúp tôi rất là nhiều. Điều đó làm tôi rất là cảm động. Đừng khóc nha, không có khăn nha. con thầy cà rỡn lúc nãy rồi. Rất là cảm động. Do đó cái tình nghĩa này tôi không biết làm sao mà không nói vụ đó, cái đó không có nói vụ mà tình nghĩa ơn nghĩa gì đây. Với chú cháu mà chú chỉ cần nói là chú cái cách con đối xử giúp đỡ chú có thật lòng hay không, có lợi dụng chú hay không, đó vậy là được rồi. Chứ còn thực sự con đã cái chuyện con giúp tôi là cái chuyện nó quá là thực tế, là đâu có cụ thể, là đâu có cái gì mà bởi vậy con nói thiệt với chú, cái vụ mà chiếc nhẫn đó chú, trời con thấy con hết hồn. Mà cái cô ở hai vợ chồng cô Sang Phan nó nói không phải một cái video luôn nha, nói từ hôm gầy tới giờ luôn á, từ con đăng cái bài đó tới bây giờ cô nói mấy cái video về chiếc nhẫn của chú luôn á chú, chứ không phải một cái đâu á chú. Mà con thấy không có đáng gì thôi, con bỏ qua. Nhưng mà cái vụ này khi mấy người này nói vụ mà cho tiền thêm để giúp chú, nếu như mà con làm sáng tỏ, bởi vì con cái này mới là để làm cho con tác động vô cái đầu của con, là con muốn làm để con kiếm cái tiền đó cho chú bỏ túi. Con bỏ công của con ra con làm, con kiếm tiền cho chú bỏ túi, chú xài làm giặt đó. Thì chú biết là được rồi, thấy không? Nếu mà chú, con hỏi chú ở Mỹ này mà ai mà tin tưởng mà đưa vàng cho người dân đi bán, đúng không? Chú phải có cái niềm tin gì với con chú mới dám đưa chứ, cần đá vàng chú cho con bán đúng không? Sẽ thiếu gì người chú không nhờ, phải không? Cười. Thì đó, thì chú cứ con chỉ muốn mọi người có sao nói vậy à, con không có cần nói giống như là đánh bóng thêm, con không cần cái chuyện đó. Có sao cứ nói thật như vậy, tại vì những cái gì mình nói đánh bóng thêm á, mình lại tạo thêm cái nghiệp, mình nói dốc chú không? Có sao mình cứ nói vậy chú, con cũng không cần mấy cái tiếng mà giống như là phải tân bốc hả phải không? Dạ, con không cần mấy cái tiếng đó, tại vì sao, nó không có thực tế, nó không phải là sự thật. Mình đâu có cần mấy cái mà kêu cái đó tiêu là cái gì chú, vô gì con thực tế lắm, con chỉ cần mọi người nói bằng cái tấm lòng của mình, cái nhận thức trong cái thời gian chú cháu mình quen nhau rồi con giúp chú như thế nào vậy thôi, không có cần thật sự. Nếu mà con tính mà để mấy chú trả ơn trả nghĩa, xin lỗi mấy chú, con hỏi chú á, chú giúp ai á, người mà tao phải mạnh đạp thắng ha, con mới ấy cứ đạp thắng liền ha. chú giúp người mà chú đợi người ta trả ơn á, thì con hỏi chú, con giúp người gia cư vô gia cư lấy gì người ta trả ơn chú, đúng không? Bởi cái nhiều khi con thấy cái câu chuyện nó quá đơn giản như vậy mà sao rất là nhiều người không hiểu, phải không? Mình giúp một cái người nào có điều kiện lúc người ta bị thăng trầm, rồi xong sau đó người ta giống như cuộc sống người ta ổn định lại, người ta mới có điều kiện trả ơn. Còn có hỏi cái người ở cái xã hội này, người ta đã là vô gia cư rồi thì khi nào người ta mới quay trở lại được chú, đâu phải chuyện giỡn chú, đúng không? Thì con, nếu mà con làm với cái lợi nhuận thì con làm, con giúp người vô gia cư con được cái gì đâu, không được gì đâu. Nói chung là cái tình thương, thì cái chia sẻ, cái may mắn của con chia sẻ, con giúp đỡ mọi người.
vậy thôi. Nhiều người chú thấy không, chú biết sao không, thấy con quá tốt, tốt đến gọi mà giả tạo luôn á. Nhiều người nghĩ vậy á, giống như một con diễn luôn á. Phải không? Ok, bây giờ chú nói món khô món gì nói đi để con chóp chú xuống nè. Cái gì cũng được. Không, chú thích món gì con mua món đó, trước sau con cũng phải mua. Chú nói món khô, chú muốn món gì chú nói cho nghe coi. Muốn ăn món gì khô? Muốn ăn món gì khô? Món gì tôi ăn cũng được hết vậy. Nhưng mà chú thích cái gì con không có con, chú thích cái gì con mua đó, trước sau con cũng mua. Chú thích cái gì con mua đó. Nó chỉ có một chỗ nó bán thôi mà tôi sợ cô không có thời giờ. Ở đâu? Ngay tìm ngay ngã tư Story với lại Story với lại Mắt Lấp Liên. À đúng rồi. Bán món gì? Cái món mắm chưng. Mắm chưng, mắm chưng chay hả? À mắm chưng chay. Rồi mua cơm vậy ăn. Thôi khỏi mua cơm cũng được. Cơm đâu ăn? Cơm đâu ăn? Ăn mắm không hả? Ăn với bánh mì cũng được. Ủa mắm chưng gì ăn bánh mì? Nhưng mà tiệm đó mấy giờ đóng cửa chú biết không? Sao hồi nãy mình đi chỗ đó chú không kêu con mua luôn? Quên phải không? Quên, ok quên. Thôi rồi, thôi quên, tha thứ cho chú quên đi. Mà nói nghe nè, mắm chân chay, mua cơm trắng, gọi gì nữa. Thôi đủ rồi. Để con coi tiệm nó mấy giờ đóng cửa, để con tranh thủ con mua để người ta đóng cửa. Ok, mắm chân chay với lại cơm trắng. Rồi ha, rau gì? Người ta cho rau không? Người ta không cho rau hả? Ok, rồi mắm chân rồi. Rồi con đi phát cơm rồi con mới thăm chú hay là sao để con sắp xếp cái chuyện gọi chú nha. Rồi đúng nào cũng được. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn chú. Có gì rồi, mình hẹn nhau thứ sáu nha chú. Dạ dạ. Ok, chú giữ gìn sức khỏe coi chừng cái phone á. Cả nhà thấy không? Tánh hay lình á. Nghe sao làm vậy? Có là làm liền, sợ nó mình phải chờ đợi cả nhà biết không? Nhưng mà đó, chưa đủ duyên cả nhà. Hai chú cháu chạy ra tếm tiệm vàng luôn á, tội nghiệp chú. Chú phải lê cái chân cà nhắc cà nhưỡng để chiều lòng Caroline, Vũ Đức Huy hả, với lại vợ chồng Săn Phăng. Ba người nhìn chú đi như vậy vì ba người đó nha. Ok, 81 tuổi phải đi làm sáng tỏ cái vụ chiếc cà rá vàng để cho ba người vừa lòng, để tâm phục khẩu phục ha. Rồi không còn nói gì về Helen nữa nha. Cũng nhớ là khi mà Helen làm clear rồi đó thì làm ơn mấy anh chị em nhớ giữ lời hứa, những cái gì nói trong comment nhớ giữ lời hứa cho Helen. Ok, ok Helen, cảm ơn rất nhiều. Ok, hôm nay Helen ghé tiệm vàng mà hôm trước Helen có bán giùm cho chú Long chiếc cà rá vàng 18 đó, thì hôm nay Helen đã dắt chú ra cái tiệm vàng và để đính chính về cái chiếc nhẫn đó. Tại vì mọi người nói là Helen gian lận trong cái chuyện bán vàng, ăn chặn tiền bán vàng của chú. Thì Helen muốn chứng minh cái việc đó. Và anh Vũ Đức Huy, hai vợ chồng Săn Phăng và chị Caroline, ba người hứa ở trong cái comment YouTube của anh hai chị hai ở Săn Phăng là sẽ cho chú tất cả là 380 đồng. Anh Vũ Huy cho 100, hai vợ chồng Săn Phăng cho 180 và cô chị Caroline cho 100 nữa là 380. Thì Helen làm cái việc này là Helen muốn lấy 380 đó để cho chú. Chú mà Helen giúp bán chiếc nhẫn. Ok, chú không cần nhìn con nha. Hôm trước chú có gửi con bán giùm chú chiếc nhẫn vàng 18 đúng không chú? Đúng. Ok, thì con cầm chiếc nhẫn của chú ra đây con bán cho cái chị chủ tiệm vàng, và bán xong thì chị cứ ghi miếng giấy cho chú đúng không chú? Dạ đúng. Dạ, miếng giấy ghi nhiêu tiền vậy chú? Dạ 220. Dạ, ok, đó là lời của chú Long nói khi mà Helen giao tiền cho chú là kèm cái miếng giấy của chị chủ tiệm vàng ghi luôn, nhưng mà bữa đó tụi mình không có ghi tên tiệm vàng đó. Thì bây giờ đây là chị chủ tiệm vàng Helen muốn nhờ chị đính chính giùm cho Helen là hôm đó chị có mua của Helen chiếc nhẫn đúng không chị? Dạ. Ok, rồi chị nói giùm em là chị mua chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền giùm em được? Mình có mua một chiếc nhẫn màu vàng ngày 30 tháng 9 với cái giá là 220 đồng. Dạ. Với lại có người ta cũng thắc mắc á, bữa hôm trước chị nhớ cái cộng dây chuyền mỏng lét không? Nhớ không? Nhớ có cộng dây chuyền hay không? Người ta cũng thắc mắc em là không thấy cộng dây chuyền nó trả lại cho chú. Dạ. Dạ, thì em nói là
hôm đó cái cộng dây chuyền á, chị nói cộng dây chuyền đó là cộng dây chuyền nó không có thật, thành ra là hai lần cũng không có để ý luôn, hai lần cũng không bỏ qua luôn. Thì em cũng muốn chị đính chính sẵn có mặt chú luôn, là hôm đó là em đưa chị cộng dây chuyền với chiếc cà rá, nhưng mà cộng dây chuyền chị nói không có giả, thành ra chị mua chiếc cà rá, đúng không nha? Cái sợi dây chuyền đó là bởi vì không có đóng dấu cái số vàng 18 hoặc là số vàng 14 nên mình không có mua vô được. Đúng rồi. Dạ. Đó đây là ok em, con xin lỗi là con phải nhờ chú ra đây để đính chính cái câu chuyện này. Cái thứ nhất cũng cảm ơn chị đã giúp em làm cái sáng tỏ chuyện này. Cũng xin lỗi là Helen không thể quay mặt cả hai người trên đây, tại vì chị cũng vì muốn giúp chú thôi. Helen cũng nói là Helen muốn giúp chú để kiếm 380, Helen cũng nói chị thông cảm giúp dùm Helen, chứ chả ai mà đi chủ tiệm vàng mới làm mấy chuyện này chứ. Chỉ có một chị này không hai thôi, nhưng mà thật sự là cái duyên đó chị, chứ em đi chỗ khác là xong vụ này luôn rồi. Nếu không chị thấy em làm chuyện phước thì em gặp cái người tốt giúp em lại. Thì thật sự cái kinh của em á, em làm cũng giúp người vô gia cư, mà chị làm gì chị cũng giúp cho cái kinh của em có thêm cái uy tín, để cái kinh của em phát triển hơn, để em giúp được nhiều người hơn. Em cảm ơn chị rất là nhiều chị Giang ha. Yeah, thank you. Ok rồi ok rồi, mình xong rồi vậy chú ha. Vậy là bây giờ chú cháu mình ly rồi ha chú ha. Cảm ơn chú nha. Rồi tôi là tên là Long, tôi có nhờ cô Helen của bán dùm chiếc nhẫn, tại vì tôi là dân bụi đời, rồi bước vô cái chỗ đó thì chủ người ta sẽ e ngại, mà tôi chính bản thân tôi cũng rất là e ngại, do đó tôi nhờ cô bán dùm, thì cô đã bán giúp dùm cho tôi là như cái giá là 220 đồng. Cô không mang lời gì hết, cô chỉ giúp tôi thôi. Vì tôi mong anh chị đừng có hiểu lầm để mà tạo nên cái hiểu lầm, tạo nên cái những cái chuyện không tốt cho tai về tai tiếng cũng như về danh dự của cô ấy lên. Tôi mong quý vị trong lúc khó khăn thì cũng nhờ cô ấy là giúp đỡ rất là nhiều, do đó thì tôi mong quý vị đừng có nghĩ lầm rồi mà để cho cô ấy mang tai tiếng này kia. Tại vì nhiều khi mới mốt tôi cũng còn nhiều chuyện khác nhờ đến cô ấy, và chẳng những tôi mà nhiều khi những người homeless khác, những người mùa rơi khác, người ta cũng cần sự giúp đỡ của cô ấy. Do đó xin quý vị đừng có hiểu lầm, đừng có tạo những áp lực cho cô trong tương lai. Tôi rất là cảm ơn quý vị. Hello, xin chào cả nhà. Vừa rồi là Helen và chú Long đã vào tiệm vàng để đính chính lại về chiếc nhẫn Helen bán mà bị kinh của hai vợ chồng sang phân. Nên nói ít nhiều cũng mấy cái video là nói Helen gạt chú bán vàng, rồi giống như là Helen đưa cái chiếc cà rá chà bá mà bán có 220 ha. Thì đó là nói quan cho Helen. Anh Vũ Đức Huy là người thách thức Helen, thật sự ra đó, Helen xin đính chính là đối với Helen đó, hai vợ chồng của Sang Phan và cả chị Caroline, Helen không hề quan tâm nhiều, tại vì Helen biết ít nhiều người ta đặt cái chuyện câu chuyện ra để chà đạp những sân si, chà đạp những cái kinh từ thiện khác. Nếu mà nói đúng thì người ta sẽ nể mình, nếu mà nói sai tại sao mình làm bao nhiêu năm nay mà mình vẫn không lên. Đối với Helen, cái kinh mà làm cho Helen chú ý mà để trả lời lại đó, thì những cái kinh có uy tín đó kìa. Cái này Helen muốn đính chính không phải vì cái kinh hai vợ chồng Sang Phan, hai chị Caroline, mà đính chính vì anh Vũ Đức Huy. Anh là người viết vô cái post đó, cái nội dung đơn giản là nói nếu Helen muốn giữ được cái danh dự, cái uy tín của Helen thì Helen phải nhận cái chữ thách thức này. Đối với Helen, anh Vũ Đức Huy là một người cộng đồng mạng, nhưng mà nếu Helen cũng đã thấy anh có cái kinh, nhưng mà anh làm không biết bao lâu, nhưng mà kinh anh không có lên được. Thật sự ra cái vấn đề Helen muốn làm sáng tỏ ở đây không phải vì cái danh dự, cái uy tín của Helen đối với ba người, mà là ba người đã hứa trong cái comment tổng cộng 380 đồng cho chú Long, người được Helen giúp bán chiếc cà rá.
vàng 18. Cái việc Helen muốn làm sáng tỏ hôm nay là vì Helen muốn kiếm số tiền đó cho chú Long, tại chú là người vô gia cư, sống ở trên xe nhặt ve chai, và chú đã 81 tuổi rồi. Chú dựa vô tiền ve chai và tiền trợ giúp của chính phủ chú sống. Helen là người giúp chú hơn 3 năm nay rồi. Hôm chú nhờ Helen bán chiếc nhẫn là Helen đã rất là ngại rồi. Nhưng mà chú nói chú vô trong tiệm thì người ta nghĩ chú này kia, chú không mắc cỡ, chú ngại chú không vô, sợ người ta nghĩ chú vô làm giống như là trộm cắp hay này kia, chú không muốn người ta dị nghị nghĩ gì chú như vậy. Thì khi Helen bán cho chú, Helen có cầm cái tờ giấy, lúc Helen quay cái video trước khi bán chiếc trà đá đó, là Helen có cầm tờ giấy, mà tờ giấy đó là của cái chị chủ tiệm vàng ghi, và cùng số tiền đó, tại vì Helen muốn chị ghi xuống để Helen đưa cho chú số tiền và cái miếng giấy của chủ tiệm ghi luôn. Hồi nãy chị chủ tiệm vàng có hỏi cái miếng giấy nhưng mà chú đã bỏ rồi. Người ta là chủ tiệm vàng, nhưng mà chủ tiệm vàng cũng biết Helen làm từ thiện lâu rồi, mà gia đình rất là thán phục những cái gì Helen làm và đã biết Helen từ lâu qua những cái bài post của Helen. That's why khi hôm nay Helen gọi ra để nhờ chủ tiệm vàng và dắt chú Long tới để mà cho nó clear cái vấn đề bán chiếc nhẫn này. Hy vọng sau cái video này thì hai vợ chồng sang phân, anh Vũ Đức Huy, chị Caroline, đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Và nhớ thực hiện lời hứa của mình, cộng 3 người nên giữ lời hứa, gửi 380 đồng cho chú Long. Nhớ những gì mình nói ra. Một con người, nếu mình giữ có chữ tín, có uy tín, và cái lời nói mình ra phải có cái giá trị. Còn nếu không á, mình không làm được những gì mình nói á, thì giống như một cái con người, người ta có thể nhổ nước miếng xuống đất và không xuống liếm được miếng, cái hết nước miếng nó trở lại cho mình. Là những người đó không đáng để cho cộng đồng mạng vào ủng hộ. Hay là nói vậy là cả nhà biết rồi. Giờ ai đấu đá sao hay là không nói. Bán có một chiếc nhẫn à, mà hai vợ chồng ở San Phan nói, hình như Helen đón không lầm 3 hay 4 cái video nói về chiếc nhẫn Helen bán, nói Helen lừa gạt rồi kia, chà đạp danh dự của Helen. Thì cả nhà vào xem, nhìn chú Long đi, 81 tuổi rồi, đi khập khểnh như vậy, mà cháu đã ra ngoài tiệm vàng rồi. Còn chủ tiệm vàng trên cái web thì để mở cửa, là hai chú cháu ra ngoài ngồi đợi, rồi thấy tiệm để bảng, mới thấy cái bảng đóng cửa thứ tư, rồi hai chú cháu lại đi về. Hôm nay Helen tranh thủ sau khi đi làm về, Helen hẹn chú gặp nhau ở tiệm vàng, nhờ cái chị tiệm vàng thông cảm giúp đỡ cho Helen làm cái phước thay chị em mình kiếm tiền cho chú, bằng cái cách là chị lên tiếng chị nói giùm, tại vì chủ tiệm vàng người ta cũng không có muốn dính vô mấy cái drama này. Helen hiểu chứ, người ta đã chủ tiệm vàng, người ta đâu có khe mấy cái chuyện này. Nhưng mà tại vì một, nói chung cái phần lớn là do họ biết mình tốt, mình làm mình giúp người, thành ra họ mới dành một chút thời gian để giúp đỡ cho mình. Cái thứ nhất là kiếm cho chú 380 đồng. Cái thứ hai cũng qua cái clip video này thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn đối với Helen, những gì Helen giúp người đó là thật lòng, không lừa gạt ai hết. Thì cũng từ cái video này, Helen hy vọng rằng cộng đồng mạng sẽ nhìn rõ hơn những gì Helen làm giúp người. Đó toàn là sự thật. Không lợi dụng vô gia cư, không ăn chặn tiền gì của ai hết, không xin ai gì hết. Mọi sự giúp đỡ đóng góp từ cái lòng phát tâm của cả nhà. Helen chưa hề kêu gọi. Thành ra hy vọng rằng sau cái video này, ba người hãy suy nghĩ lại những gì mình làm và mình nói quan cho người khác. Hãy sửa chữa lại bản thân của mình. Khi mình phán một người đó, người nào đó mà mình chưa hiểu rõ về người đó, mình chỉ hồ đồ nghe một hướng, một bên, và mình đã phán cái người bên kia. Helen là một người phụ nữ, anh Vũ Đức Huy là một người đàn ông. Mình đừng dùng cái áp lực đó để mình chèn áp một người phụ nữ
làm từ thiện giúp người vô gia cư khốn đốn. Nhưng mà theo Helen nghĩ, qua cái video clip này thì cả nhà sẽ nhìn thấy rõ hơn con người và việc làm của Helen như thế nào, cũng giúp cho Helen được phần nào. Những ai muốn nói cái gì với Helen, đổ cho Helen tội này tội nọ, cứ việc lên đây hỏi, Helen sẽ clear. Nhưng sau cái clip này, những người nào có những thắc mắc muốn Helen giải tỏa thì người đó ít nhất cũng phải có cái tiếng nói ở trong cộng đồng mạng, được mọi người biết đến và kính nể tôn trọng, thì Helen sẽ làm. Còn cái này Helen chỉ làm lần này thôi. Hy vọng sau cái video này, ba người please đừng có làm thêm những cái chuyện vô bổ như vậy nữa. Vừa tội nghiệp ông lão, vừa mất cái thời gian của Helen đi giúp người. Thay vì cái thời gian này Helen ra giúp những người khó khăn, thì Helen lại đi đính chính một câu chuyện cho ba người hiểu rõ cái nguyên nhân. Đừng nghĩ Helen không dám làm gì. Tại vì Helen sẵn sàng đối đầu với những cái gì. Helen là một con người có trách nhiệm. Những gì Helen làm là Helen sẽ đứng ra để giải quyết, để cho nó clear. Thật sự trong nhóm của hai vợ chồng Sang Phan có chị Caroline và có cả New York, cái cô New York luôn, cũng tối ngày đem tên của Helen ra chửi chà đạp, nói Helen lừa gạt, kinh doanh từ thiện tùm lum tùm la hết. Mọi người nên nghĩ tiền YouTube mọi người kiếm được không đáng để mọi người bán rẻ đi cái phước của mình nha mọi người. Nhớ nha, hãy giữ gìn cái phước của mình để mà xài, đừng làm những chuyện vô bổ đó nữa. Helen không có khe đâu, thiệt không khe. Tại Helen không có cảm thấy, cái lương tâm mình cảm thấy không có cắn rứt khi mình đi làm những cái chuyện này. Tại vì mình không có làm gì trái cái lương tâm của mình hết á. Đừng có dùng Helen ra mà để kiếm tiền sống bằng cái cách này, tổn phước lắm á nha, nói thiệt á. Bây giờ Helen tới đây mua cho chú ly cà phê sữa đá, tội nghiệp chú á, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Chú đi lượm dây chai này cả nhà, tội không? Chú đi lượm dây chai đó thấy không? Sợ đi tiểu không? Yeah. Ăn không ăn canh thì ăn đậu xào được không? Ăn phải ăn rau vô chú. Cô cho anh chút rau gì, rau không cũng được, đừng có. Rau không muốn làm gì? Xào hay gì hết luôn. Ok. Chú có thèm món gì khác nữa không? Dạ. Còn thèm gì con nấu? Không. Giờ đi đâu, đi ra xe đi đâu ạ? À? Giờ ra mà lại ngồi chút xíu. Ngồi đâu? Chỗ cái thằng CVP này. Cái đầu đó này. Vậy hả? Cái đầu này, cái gốc ấy, cái gốc của tôi hay ngồi đó. Ngồi nó chút, ngày qua ngồi lên chút mà cho được 40 mà nó. Vậy đó hả? Ừ. Người cho 20 được 2 người. Chú ngồi đó con chú không thấy không thích sao? Không bao giờ nó đi vô đây. Ok. Đi từ cái đường này đi. Ừ. Có nghiệp không? Ngồi ở đâu? Mà ngồi ở đâu? Đừng để ngồi chỗ này. Đậu xe rồi. Rồi hồi nó làm gì? Chiều nay làm gì? Chạy qua bên hồi đi y. Để con kiếm cho mua cái chú cho chú thêm cái áo gió à. Chú muốn áo dày hơn áo này không? Áo cái dày còn cái mới dày của vậy kia rồi, cô cho hai cái đó. Vậy chú muốn cái áo mỏng thôi ha. Mỏng giống vậy. Ok. Muốn cái nón không? Thôi, nón vô còn hai ba cái trên. Không, muốn cái áo có cái nón không? Nhiều khi lạnh chú chùm lên đầu. Không hả? Muốn cái dày mỏng vậy thôi ha. Ok. Để áo mà có cái nón ngồi trên xe khó quay qua quay lại lắm. Không, chú chỉ chùm khi nào chú đi đụng dây chai chú lạnh đó, chú chùm thôi chứ chú đừng có đội trên xe. Giờ ngồi đâu, ngồi đi. Được rồi, ngồi chỗ này mà cái đầu em thôi đâu ngồi. Vậy ngồi bên kia. Được rồi, được ngồi đây. Ngồi đây nè, Ngồi nghỉ chút chứ, tại vì đi học hợp đi. Chút thì không sao mà đi gì nhiều cái đau chân. Đau chân hả? Dạ, nó đau thì bên này thì có chút xíu. Thứ tư có gì con dặn chú, con nhắc chú đi cắt tóc nha. Dạ. Rồi ngày mai con gọi chú, con đem thịt kho. Dạ. Thịt kho cho chú với cơm. Dạ. Với lại vậy chú muốn ăn rau gì xào? Cái gì cũng được, rau gì cũng được. Vậy
vậy ha, mời con xào rau cho chú ha. Rồi thôi uống cà phê đi, uống miếng cho nó có energy đi, đi nãy giờ phẹp phẹp mệt rồi. Rồi chú uống rồi chú nghỉ ngơi đi nha, con đi á. Dạ dạ. Chơi chơi của chú, chú mới đi lập lon á. Cái kinh của vợ chồng YN Săng Phăng, cái tựa đề là Alex Thiện gặp đúng kẻ lừa, bán vàng dùm ông cụ H Phạm, bắt Cali kinh doanh từ thiện, anh hai chị hai. Cả nhà thấy không? Ở phía dưới tháng 10 ngày 14 2024. Cả nhà thấy chưa? Đây là cái tựa đề của cái bài mà hôm nay Helen muốn đính chính những gì anh Vũ Đức Huy đã comment lên. Thì Helen muốn đưa cho cả nhà vô xem cái video này và cả nhà làm chứng giùm cho Helen, ngược lại cả nhà làm chứng giùm cho Helen. Cả ba người hứa cho ông cụ vô gia cư chú Long Helen giúp bán chiếc nhẫn vàng, ba người cộng lại là 380 đồng. Thì xin mọi người hãy giữ lời hứa, vì đã hai ngày nay Helen đã chở chú đi tới lui. Cái này chú không phải chú nghe tiền chú làm, mà là vì chú thương Helen chú làm. Chú muốn cho cộng đồng mạng hiểu về Helen hơn. Và cả luôn cái chủ tiệm vàng cũng vậy. Gia đình của chị rất là quý mến Helen, tại vì biết Helen làm từ tâm, từ thiện bằng cái tâm của Helen, chứ không có lừa gạt ai. Khi hai người đọc cái comment, khi cái gia đình của chị chủ tiệm vàng đọc cái comment rất là bức xúc, Helen nói thêm bây giờ mình làm, hai chị em mình làm giúp cho chú để chú có một ít tiền 300 mấy để cho chú cũng có thể trang trải cho bản thân của chú cho những cái việc sắp tới đây. Chú Phong, chú Long không phải là người sai đâu làm đó đâu cả nhà ơi, không phải là thấy cái gì cũng muốn làm là làm đâu. Chú rất là cẩn thận, chú không có muốn bị phiền hà mang tiếng mang tai, mặc dù chú sống ngoài đường. Giống như hồi nãy chú kể câu chuyện hôm qua nè, chú nói xui quá cô ơi, tôi hôm qua tôi lại cái chỗ gần cái hotel nào đó lượm dây chai, tôi chuẩn bị vô chuẩn bị đi lượm dây chai á, thì có cái cậu Mỹ trắng á, cậu tới, cậu mới hỏi nhìn vô xe, cậu đưa cái mặt sát vô xe, tôi cũng nhìn vô cái xe của tôi, cái cậu mới nói là cái dây chai này ông bán được nhiêu. Thì ông học tiếng Anh thì cũng hiểu chút chút chứ không có gì hiểu nhiều. Thì ông nói 20 đồng. Thì khi ông đang lay quay á, thì cái cậu Mỹ trắng đó khoảng chục con, ông nói là khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Thì khi mà đang lay quay á, thì cái cậu đó mới hỏi ông, thọt tay vô nhanh vô cái túi ông, móc tiền của trong túi ông già, thì có mấy chục ở trong đó đó. Thì ông cũng nhanh trí nha, tại vì ông ở ngoài đường lâu, ông lấy cây gậy á, ông mới quánh cậu đó một cái. Đó. Thì ông quýnh cậu đó một cái xong, cái cậu đó người Mỹ, Mỹ trắng, cậu đó mới móc cây súng ra, mới chỉa vào người ổng. Thì cậu nói cái gì đó ông không có biết, nhưng mà ông không có hiểu cậu nói gì nhiều, tại ông chỉ biết tiếng Anh sơ sơ thôi. Thì cậu móc súng cậu chỉa vô người ông rồi nói cái gì đó, thì ông mới nói là go ahead, nhưng mà không biết. Sau đó thì giống như ông cũng suy nghĩ lại, ông nói là ok thôi cổ đi thay người, thì ông không có muốn đôi co nữa. Thì sau khi ông nói gâu hết thì cậu đó cậu mới bỏ xuống thì cậu mới đi, nhưng mà cậu móc túi của ông được mấy chục đồng của ông á, mấy chục đồng bán dây chai của ông á. Ông mới nói là xui quá cô ơi. Thì qua cái câu chuyện này thì ông nói giống như là tự nhiên bây giờ giống như mình nhờ đi bán vàng cũng bị người ta nói này nói kia, cái nhờ mình, cái người mình được giúp á, cái người giúp mình á, mình nhờ á, cũng bị nói rồi, ông cũng phải đi theo ra ngoài tiệm vàng để mà đính chính lại giúp cho Helen. Tại vì cái người giúp của ông á, ông không có muốn, giống như là ông không muốn, không có phải muốn số nói là ông không khe, ông cũng thương Helen bởi ông mới bỏ cái thời gian ra ông giúp đỡ cho Helen. Thì ông nói mấy người cứ nói vậy hoài thì mới mốt á, những người như tôi nè, già cả như tôi không có làm được cái này cái kia thì ai đứng ra giúp giùm tụi tôi, thấy cũng tội nghiệp. Helen cũng xin lỗi là
đã làm phiền tới cộng đồng những cái vấn đề riêng tư, những cái thắc mắc, những cái comment như vậy. Helen không phải lên đây vì những cái comment đó, mà Helen phải đi làm sáng tỏ những cái chuyện này, những cái sự thử thách của những một vài người trong cộng đồng mạng thử thách, thách thức Helen làm, mà Helen cái gì Helen cũng làm. Không phải cái vấn đề Helen muốn nhấn mạnh hôm nay á, là Helen muốn làm cái chuyện này vì Helen muốn ông có được 380 đồng từ ba người để bỏ túi xài. Đó là cái vấn đề, cái mục đích quan trọng của Helen hôm nay là vì ông cụ, mình thấy thương ông cụ, mà vì cái lòng sân si của ba người, Helen muốn cho mọi người giác ngộ là mọi người phải trả giá những gì mình nói bằng cách là cho tiền ông. Ok, Helen nghĩ thì cái video cũng đã dài, nói đến đây thì Helen nghĩ cũng đủ rồi. Xin cảm ơn cộng đồng mạng luôn luôn ủng hộ cho cái kênh của Helen. Dạ, xin kính chào.